Hay anh em mình làm ôi giời dạ. Ơi mang kỷ niệm điện thoại của tao đây rồi mẹ mày, bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Bố sẽ đéo bao giờ quăng qua cửa, đéo bao giờ vào drop như Hiệp nhá, đừng lừa bố mày nữa mẹ Hiệp này. Đây chỗ sở trường tao đây này Hiệp ạ. Đâu chuồng gà? Ờ khoảng cái chuồng gà nhỉ. Ủa, hồi xưa bao nhiêu bắn thải, bao nhiêu highlight ở đây, vài bro. Thế á? Ờ, toàn lửa nét, đục đếp công dây ra đấy. Cái map này tặng nhiều highlight lắm. Ủa, tí tí em bảo anh em ra đây mới bựa này đúng không? Anh ngồi đây này. Đâu? Ngồi đây, ngồi sao đây. Sao lên à? Ừ, okay. Sao anh phải ngồi sâu vào, nó đục chết anh ấy. Sâu á? Đây, ngồi chỗ này này. Đây, đúng chỗ em ping, đúng chỗ em ping, đúng rồi. Đây. Xong rồi á, xong rồi anh đứng ở đây. Đứng lên anh ơi, đứng lên. Đứng lên. Đấy, ui, mẹ óc đẹp luôn. Có ra hàng ngáo con mẹ. Chỗ này đẹp đấy. Nhưng mà sẽ mẹ đổi nhìn thấy con mẹ luôn. Nó nhìn thấy xong rồi. Nó biết rồi à? Con mẹ hỏng rồi. Bây giờ bắn nha. Một giáp vào. Anh vào chuồng gà đúng không? Ờ. Lấy thông tin đi. À, hay đồ lốc rơi rồi. Bắn cây thôi. Cây rồi á? Ờ. Dưới chân em này. Đấy đúng rồi. Ui. Ui, yếu rồi Hiệp ơi. Trừ 50. Trừ 50 à? Quýt mấy? Ai? Ui có tiếng drop. À long. À không drop. À drop. Cay quá. Ui. Mẹ. Anh thuốc hài. Anh nhìn em hack não rồi à. Nó đi vào cây rồi. Ừ, em biết rồi. Thế em mới bảo em hack não rồi. Ủa, sao nó biết em ở đây rồi? Nó cứ thuốc lắc thôi mà. Anh em mình đứng gần nhau đi Hiệp ơi. Ui long, drop có này Hiệp ơi. Đâu em, anh kê cửa nhá, anh kê bên nào. Cho anh ra cửa, anh ra ngoài luôn Hiệp ơi. Đấy chưa, anh móc ngược nó đây này. Ok nhá, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Anh có bao giờ anh bỏ em đâu mà em phải lo nhỉ. Có map này map tủ anh em mình quá rồi. Bắn làm sao được. Quá nhiều kinh nghiệm. Này anh có idea này. Đâu nhà này. Bây giờ anh stack mày cho mày nhảy lên drop. Drop okay. Bây giờ tự nhảy lên được rồi mày. Ừ thế á, thế hai anh em mình đi lên luôn. Móc ngược được nó. Đấy đi. Ui chết tao chưa lên được Hiệp ơi chờ. Đấy. Một thằng lên được. Nó chết rồi, nó chết rồi. Lên Hiệp ơi. Con đã chờ tao với nhảy chưa lên. Đây rồi, lên rồi. Đó là long. Đi. Em để vòng này. Đi. Được. Ô, nó vào bom đấy rồi. Em bút flash cho anh bắn nhá. Không, em, anh em mình lại về lại drop. Lại đi về drop. Mày xuống trước đi Hiệp ơi. Nhảy khéo đi xuống trước đi. Nhiều tiếng đấy. Không, ui, chỗ này nhảy không tiến được. Yeah. Nó trong bom rồi. Anh kia cửa đấy. Tớ đi nó vào đấy. Anh kia cái lỗ đằng sau. Bây giờ đi móc nó có khi còn mình còn hoang mang hơn. Ôi, con mẹ mày, cho tao đứng gần mày với Hiệp ơi. Mấy kia đằng sau. Đây, đẹp rồi đấy. Mẹ móc mình mau hay mày, còn hoang mang hơn cả nó. Tất nhiên tất là đéo hiểu anh em mình ở đâu luôn. Cười mày. Đấy ơi, rơi drop. Đây, drop. Mẹ Hiệp tết anh vãi. Giật em. Mà em đứng với khách anh còn long này mút đấy. Không, cứ kệ nó. Di chuyển lên nào. Thấy chưa? Ơ cái cửa nó ghen ơi, hai thằng mà. Đá. Thế đạn anh ơi. Thử móc ăn cho nó. Ăn vui cho nó. Thầy mà. Bỏ người thế giới. Thầy mà anh không nhìn thấy là nó mau à. Thầy mà. Không đéo nhìn thấy. Anh còn muốn làm người hùng không? Em mua cho 2 quả flash búp anh để bê long bắn này. Đẹp luôn quả flash hồi xưa em học. Thôi để anh làm thế đi. Mày búp, mày chạy đi anh búp cho. Em biết về xưa.
Cái gì? Anh biết Việt chưa? Trời ơi, tao đẻ ra cái game này. Được. Này, tao cho mày cả P250 này, đưa khẩu Glock đây. Đâu. Ui, được luôn anh ơi, uy tín. Nào, móc nhá. Đi, đây nhá, em bảo nhá. Và lát nhìn không cần, này. Cứ chạy đi. Đây, đâu quả rồi. Đầu tiên này, một quả này. Quả nữa này, hai quả, ra. Đâu. Ra, thấy chưa? Ủa, nó mù anh ạ. Sau cây. Sau cây, anh em mình ốp, bắn bắn trái phải luôn. Ra hiệp, ra. Thằng này hầu thế. Không, mày hầu đây luôn. Là nó tưởng mày đi về drop. Đấy, đúng rồi. 20 giây vào sai, ok chưa? Ok luôn này. Cứ úp mặt vào tường không phải sợ. Không, mày phải kê nó ở đây chứ. À ừ, 20 giây. Là lúc đấy mày thấy nó đang chổng mông ở drop. Thế thôi, bắn dễ. Thấy không? Nó đã bắt đầu vào drop rồi kìa. Rồi, quắc dần đi. Đấy, đúng rồi. Không phải lắc đi đâu cả, nó ở trong drop rồi. Đặt bom. À mày, Navi mời tao về làm cốt bao lần tao còn không làm cho đấy. Thấy chưa? Ở trong drop chứ ở đâu? Ây da. Ôi. Ây da. Thấy chưa? Ok. Mày thấy chưa? Trời ơi. Ủy vừa ca lờ mấy cái ông này mặt cười cười đéo chịu. Thế đấy là em flash cho anh nhá. Thôi, anh quen đang quen tay. Cứ ra đi, cứ để anh tự nhiên. Cảm ơn tăng lưu nhá. Có gần gần anh ơi, nó kết. Flash luôn này, flash luôn này. Nó đẩy. Từ anh ơi, mẹ nó cục quá. Đấy, đánh nhầm tao, ui đau quá Hiệp ơi. Chết rồi. Ê, một thằng ở drop, một thằng sát ở drop. Ê, flash hả? Rồi, anh smoke rồi. Ơ, sau cây anh ơi. Em flash này. Smoke một bên này. Ui, flash trắng quá Hiệp. Rồi, em cầm AK em xuống dưới đấy, em xuống dưới thì anh kê đấy. Đấy, vãi bỉu. Thằng kia bắn xong có khi phải đổi giấy khai sinh sang họ Trần. Mẹ tao đọc nó khác gì bố đọc con. Không ra vả luôn rồi. Không, đối này cứng ấy. Cứng à? Đối em cứng. Bảo nó bắn 2 bit luôn cho thế giới. Ừ. Được chưa? Anh em bắn pit lớn này, bắn pit nhỏ nha anh nào. Anh thì bắn pit nào? Thì đứng hẳn luôn 2 pit đi. Mẹ nó 2 pit có 2 góc phải bắn chứ. Đi xuống pit trước đi anh ơi, xuống pit đi. Nó vẫn smoke. Rồi thì anh nấp đi, em bắn cho, nấp đi. Ờ, đi, đúng không? Nấp. Anh stack mày lên này. Mày không điên à? Anh có biết. Đúng không? Đang tí để cho nó đi ách vào. Nấp ai? Có, vừa nghe tiếng mà. Nhà đen một này. Nấp đi nhá. Một ách. Anh kênh nghĩa địa đi anh Dũng. Nghĩa địa anh Dũng ơi, chết rồi. Nghĩa địa. Chết rồi, bom rơi. Bom rơi. Ra đó. Ui. Hai anh đúng không? Ơ, thế có một thằng đi nối thật. Thấy chưa? Anh nghe thế mà. Kinh nha. Đấy là đó là do anh cắm 3.5 của anh vào trong chiếc mic XM XSTNM đúng không? Yeah, em bật 2 pit tiếp, em bật pit bên này cho được chưa? Đây. Mày đứng đây đi, tao đứng đây. Kín. Cần thì bảo anh trả smoke cho. Ờ a 2x Hiệp ơi. Đây em bút vào flash đừng. Ôi, nhắm đâu, một đá đen. Thế à? Ừ đấy. Ui. Quả này anh em đi 2 ách luôn, được chưa anh Dũng? Cầm đi chưa? Được. Mày mới thằng con mua. Quắc anh ơi, nó nghe được nhá. Được. Anh có flash Hiệp ơi. Nó đi anh. Nó vào Hiệp ơi. Bắn anh ơi. Nó hiếp em. Bắn em. Nó có cái gì ấy? Anh đéo đi được nữa. Đúng rồi. Em đoán ở bên trái anh ơi, bên trái. Bắn anh ơi, lửa. Bắn. Ui. Anh cũng không bắn bỏ mẹ em. Không, bây giờ em nghĩ anh vứt cho em khoảng 14 này. Vứt em một khoảng 14 này. Em... Vãi có 2950. Tao ở đây. Thắng đó này, thắng này. Em, anh cởi chuồng đấy Hiệp ơi. Cởi chuồng cũng được. Để nó đi anh này. Rồi, nắp đi anh. Anh đứng đây khó quá. Ui. Thôi, lỗi em. Đúng không? Anh nằm cong vãi. Ôi eco một nào đi, bọn em bắn nghề. Một thằng đi lối. Mình vào stack kíp vào trong. Được. Đây em ơi. Đây em ơi. Nó flash, kệ nó. Nó đi hai thằng nhà đen vào anh. Ở đây, nấp kín đi. Vào thôi. Bắn nó đầu em. Bắn nhầm. Bắn anh ơi. Nó vào, bây giờ. Đây, khoan đã thì bây anh có flash. Flash rồi. Cột, xa lắm. Xa lắm à? Ừ.
Lửa lôi rồi mày. Đéo lôi, đéo lôi rồi mày. Anh tao ơi. Một máu ấy, đúng một máu, đúng một máu. Đây là bom rơi rồi mày, cứ bình tĩnh. Rồi anh đừng lấy kê đi, đừng lấy kê đi anh Dũng ơi. Kê đâu, kê đâu. Kê đấy, đứng đúng rồi, ngồi kê vào sai, kê vào sai. Kê vào sai anh Dũng ơi, lâu được ấy. Đấy đúng rồi. Nó chỉ có trái phải thôi. Một máu anh bắn vào trái chết. Được. Đấy, đấy, hay. Mà mày. Thế là vẫn bắn vào đầu nhỉ. Bắn công hiến này mà anh em trả like gì cả. Hay thật, đủ đủ 1.000 like anh Dũng cho một coupon nó khuyến mại end game kia này. Mua một combo, mua sản phẩm, một trang vỗ tay. Anh ngá được để em bắn thằng trong bom đâu. Anh vẫn đang gây tiếng cho Hiệp này. Đấy. Đấy. Trên một này, anh vào được không? Thằng cuối không biết đâu. Mẹ thư viện, thư viện, thư viện, thư viện. Sao lại ở thư viện? Này. Mẹ. Còn bây giờ như này, bây giờ như này đi. Được. Đi đi, quắc lầu. Thế em đi lầu bên này lên nha. Muốn núm người này đang đẩy anh ơi. Đẩy. Ui. Nó không biết anh ở bên đấy không? Một thằng một mẹ nó chạy ngủ ịt kìa. Ui. Mẹ em lòng của đẩy tính quá. Mẹ bảo anh em sắm luôn khẩu tích 9. Bây giờ ráp đầu. Được. Được chưa? Được. Là đi mẹ nhà đây mà ăn con mẹ nhà đây luôn. Đi. Được, ok mày. Mẹ nó lửa núi. Ôi cuối núi, 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 núi. Vào. Đặt bom đi. Đâu. Nó đi núi bên nào? Anh phải lắc. Ui, núi. Sống anh ơi. Sống. Anh sống. U cả hai anh em đều yếu. Rồi bình tĩnh, sờ mốc rồi. Nết, nó nết đi Hiệp ơi. Rồi thấy rồi, thư viện nhỏ, anh không? Ui, góc vuông. Ui. Lỗ anh. Mẹ nó là chả quả nếp là mà anh phải chạy ra. Cày vãi. Tí được. Quả sờ mốc đấy để anh fake nó tưởng anh ở đấy hiểu không? Cho em chép của Dũng. Mà nó chạy thẳng ra là bắn này, nó lại chạy thẳng ra là bắn này Dũng. Để em lửa núi cho. Bắn thằng nhà đen đi đúng không? Nó thằng nhà đen đẩy ra rồi. Một núi à? Một flash thằng nhà đen. Rồi, thằng này ở núi, vào luôn. Anh trắng. À. Anh đặt bom hộ em rồi. Núi cuối à. Mẹ. Vẫn sau khói anh ơi. Đéo biết anh không? Ừ. Ui rồi hay quá lên Dũng ơi. Mẹ mày đúng di chuyển là... mẹ. Đi chủ rắn nha. Mày họ Trần đúng không? Trần Trần. Thế có ai đúng không? Đây. Tuyệt vời. Đẩy nhà đen. Lần này đẩy hai nhà đen nữa không? Ui đau. Ủa, chết rồi. Nhà đen nữa. Hai. Mẹ vẫn là vô địch. Tín anh cũng clutch với quả tín vãi luôn.